Ngày hôm qua, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phát động cuộc thi đua xe bằng năng lượng mặt trời lần thứ nhất, hoạt động nhằm phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên, đồng thời nhân rộng việc ứng dụng các sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu thân thiện với môi trường và cuộc sống. Buổi tập huấn chuyên đề thiết kế xe chạy bằng năng lượng mặt trời đã phổ biến thông tin về thể lệ cuộc thi cho các thí sinh. Hình thức thi theo đội, xe do các đội tự thiết kế và chế tạo, có khả năng chạy tự động hoặc điều khiển từ xa, chạy trên đường ray, leo dốc và chạy qua được các góc cua. Xe tham dự cuộc thi sẽ chạy 3 vòng sân với tổng chiều dài là 144m. Quan trọng hơn cả, xe phải chạy duy nhất bằng năng lượng mặt trời. Cuộc thi được tổ chức nhằm hướng các bạn trẻ đến với những ứng dụng sáng tạo tiết kiệm nhiên liệu thân thiện với môi trường. Lịch thi đấu chính thức của cuộc thi thiết kế xe chạy bằng năng lượng mặt trời sẽ được diễn ra vào ngày 9 tháng 11 năm 2014 tại Nhà văn hóa Thanh niên.